Sao chị lúc nào cũng thích đồ mới đấy? Nhà mình còn nghèo, có khá giả gì đâu. Ấy là việc của em. Em thích thì em nên mà dùng. Chị không thích, chị phải có đồ mới cơ. Chứ mẹ không mua giày à? Rồi cả quần nữa chứ. Mẹ mua thế này làm sao mà con mặc đi chơi được? Quần này chị vẫn mặc. Con chịu khó đi. Về áo rồi, đẹp. Đến mai mẹ ra cửa hàng rồi mẹ mua cho con đôi giày khác nhá. Cả em nữa, mai mẹ có mua cho Bon đôi giày mới nhá. Vâng ạ. Ừ thôi, thu dọn nhanh nhanh lên đi. Mẹ ơi, con không cần đâu. Mẹ cứ mua cho mẹ đi. Bon Bon TV. Bon ơi, chị không soạn nữa đâu. Mấy cái đồ này toàn cũ cả rồi, lỗi mốt hết làm sao mà mặc được nữa. Chị cố gắng soạn một tí đi. Không, chị không soạn đâu. Mấy đồ này cũ làm sao mà mặc được. Cái này mới này. Không, chị không thích. Năm nay nhất định chị phải có đồ mới cơ. Mấy cái đồ này làm sao mà mặc được. Sao chị lúc nào cũng thích đồ mới đấy. Nhà mình còn nghèo, có khá giả gì đâu. Ấy là việc của em. Em thích thì em nên mà dùng. Chị không thích, chị phải có đồ mới cơ. Không thích thì thôi chứ không mặc nữa. Hai con ơi. À mẹ về. Ừ mẹ về rồi đây. Nay mẹ đi chợ mẹ có mua quần áo cho con không mẹ? Ừ mẹ cũng mua cho được mỗi đứa một bộ rồi. Thế các con ở nhà soạn được chưa? Cái nào dùng thì lấy lên dùng. Còn cái nào mà cũ quá họ sách thì bỏ sang bên kia cho để mẹ làm việc khác nhá. Mẹ ơi. Chị Vân cứ đòi mua quần áo mới thôi. Đúng rồi đấy mẹ. Mẹ nhìn đây này, quần con rách hết rồi, giày cũng cũ rồi, làm sao mà dùng được nữa. Giày mẹ mới mua mà. Giày này mẹ mua lâu rồi, giờ nó rách hết cả, con đi làm sao được. Hôm nay mẹ đi chợ mới mua được cái nồi cơm điện mới này. Mà em thấy giày cũng đi được mà. Đây, chị không thích. Áo của Bon này, mẹ mua cho con một cái đấy. Đây, cái này của Vân nhá. Mẹ mua có một cái thôi á. Ừ thế con muốn mấy cái? Chứ mẹ không mua giày à? Rồi cả quần nữa chứ. Mẹ mua thế này làm sao mà con mặc đi chơi được. Quần này chị vẫn mặc. Con chịu khó đi. Giày áo rồi, đẹp. Đến mai mẹ ra cửa hàng rồi mẹ mua cho con đôi giày khác nhá. Cả em nữa, mai mẹ có mua cho Bon đôi giày mới nhá. Vâng ạ. Ừ thôi, thu dọn thôi. Nhanh nhanh lên đi. Mẹ ơi, con không cần đâu. Mẹ cứ mua cho mẹ đi. Thôi, con đi sang nhà Dũng chơi đây. Để lát nữa về con soạn tiếp nhá. Thôi, để Bon dọn đi. Con đi sang nhà Dũng chơi đây. Nhanh rồi về dọn với em nhá. Vâng. Còn nấu cơm ở đây mẹ bao nhiêu là thú việc đấy. Vâng. Em vào nấu cơm đi. Lớn rồi mà chả biết suy nghĩ cái gì. Mẹ vào nấu cơm đi để con dọn cho. Ừ, thế con dọn nốt đi cho chị đấy. Mẹ vào nấu cơm nhá. Vâng. Ừ. Lau sạch vào con nhá. Vâng. Ừ, đến chiều mẹ với con gói mà phải đem đủ 10 bộ thì mới đủ về biếu ông bà nội, ông bà ngoại với các bác đấy. Vâng, năm nay mẹ để con nấu bánh chưng cho mẹ. Ừ. Mẹ cứ lên nhà nằm nghỉ thôi. Ừ, năm nay con lớn rồi, con trồng bánh chưng cho mẹ. Vâng. Cái lá này hơi nhỏ mẹ. Ừ, thôi rồi, nhỏ mình lót vào trong cũng được con ạ. Con chỉ mới học được gói bánh chưng đấy, để năm nay con thử gói xem thế nào. Ừ, thế năm nay gói thịt mềm nhé. Vâng. Không biết Dũng chuẩn bị Tết đến đâu rồi. Dũng lên. Dạ. Năm nay mẹ cũng dành dụm được mấy trăm nghìn rồi đấy. Con xem soạn quần áo cái nào cũ quá, rách quá thì con bỏ đi. Mai mẹ ra chợ mua cho con mấy bộ quần áo mới nhé. Ừ, mẹ này. Ôi. Con thấy quần áo con tuy cũ nhưng mà vẫn còn tốt lắm mẹ. Con cũng không cần quần áo mới đâu. Mẹ nên mua cho mẹ một bộ quần áo mới đi. Lâu rồi con chưa thấy mẹ có bộ quần áo mới nào cả. Cả bố nữa nhá. Mẹ mua cho bố mẹ quần áo mới đi. Con không cần cũng được. Mà nếu mà còn thừa tiền ấy, mẹ mua cho ngoại một bộ cũng được. Con mặc thế này thôi. Quần áo của ngoại thì mẹ đã mua trước rồi. Nhưng Tết nhất các bạn có quần áo mới cả, con không có thế, con không sợ các bạn cười à? Ai cười ai chê mà kệ họ mẹ ạ. Bố mẹ lo cho con thế này là con vui lắm rồi. Thứ con cần là bố mẹ khỏe, bố mẹ vui.
và bố mẹ có quần áo mới. Đấy là điều con mong muốn mẹ ạ. Thôi, bây giờ con vào nhà gọi điện thoại cho ông bà nội, ông bà ngoại hỏi thăm sức khỏe ông bà và báo tin là Tết năm nay nhà mình về nhá. Ừ, thế con vào con bảo với bà đi nhá. Vâng ạ. Ừ, rồi mẹ lau lát là xong. Mình thấy xấu hổ quá. Bao nhiêu lâu nay mình thật là vô tâm và ích kỷ. Đã bao nhiêu lâu rồi mẹ không có một bộ quần áo mới. Thế mà lúc nào mình cũng nghĩ cho bản thân mình mà thôi. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Các bạn hãy đăng ký và chia sẻ kênh của Bon Bon nhé. Hẹn gặp lại các bạn.